Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cái hệ thống hòa lưới có lưu trữ Hybrid Lock Power. Thì cái hệ thống hòa lưới có lưu trữ này nó sẽ gồm là có nhân vật chính là cái inverter Hybrid Lock Power này 5kg và hai dãy pin mặt trời đầu vào. Mỗi dãy là tối đa 500V DC và 4kW. Là hai dãy cho phép là 8kW pin đầu vào. Rồi, nó hỗ trợ ắc quy hoặc là pin lithium 48V. Ở đây rồi đầu ra nó sẽ nối ra tải thì sẽ nối thêm cái cầu dao đảo ATS đây, thì đầu vào là lưới đây đi vào máy, đầu ra sẽ nối ra đây đi ra tải, thì lát em sẽ nói cái cầu dao đảo ATS này, rồi thêm cái pin mặt trời hai dãy vào và ắc quy hoặc pin lithium 48V ở đây. Thì nguyên lý hoạt động của nó là cái pin mặt trời này nó sẽ cấp cho cái inverter chạy, inverter này nó sẽ nuôi cho tải nhà này, nếu mà dư nó sẽ sạc xuống ắc quy battery này, nếu mà dư nữa thì nó sẽ đẩy ngược ra cái đầu lưới đầu grid này đẩy lên. Thì nếu giả sử như trong trường hợp mà mình không có chạy đẩy lưới, mình chạy bám tải, thì khi mà cái inverter nó sẽ đẩy công suất lên lưới thì cái CT này kẹp tại tổng nó sẽ nhận được cái tín hiệu là đang phát lên, thì nó sẽ báo về cho inverter này giảm công suất phát lại, chạy vừa đủ thôi, nó sẽ không đẩy ra nữa, thì khi đó là nó sẽ chỉ lấy pin mặt trời này cấp cho tải cộng sạc ắc quy và sẽ không đẩy ra lưới nữa, tại vì có cái CT ở đây để nó báo tín hiệu về inverter. Rồi. Còn trong trường hợp giả sử như tải mà cao hơn cái công suất của cái pin mặt trời tạo ra thì khi đó là điện lưới nó sẽ chạy vào và cái inverter này nó thấy cái CT báo về là đang điện lưới đang chạy vào thì nó sẽ kích hoạt cho cái pin ắc quy chạy lên để bù phụ vào cho cái pin mặt trời này. Nó là khi đó là pin mặt trời cộng với ắc quy sẽ nuôi cho tải này và sẽ làm sao cho lấy của điện lưới là gần như bằng không, là thấp nhất. Đó. Thì khi tải lớn á, thì ắc quy nó sẽ xả dòng cao, tải nhỏ là xả dòng thấp, và máy này nó có thể là cài được cái giới hạn cái công suất xả của ắc quy này để bảo vệ ắc quy tránh xả lớn và tránh xả cạn. Thì khi mà xả đến ngưỡng thấp thì nó sẽ ngưng xả, thì khi đó là nó sẽ lấy lưới bù vào và hệ thống nó sẽ hoạt động tự động hoàn toàn. Thì ở đây nó phải có cái CT này để nó biết được cái công suất đang thiếu lấy lưới là bao nhiêu, hoặc là dư đẩy lưới là bao nhiêu, hoặc là tải đang cần bao nhiêu, thì nó phải có CT này ở đây để nó kẹp vào máy. Tại vì dòng này nó cho phép là đẩy ra lưới bằng cái cổng grid này và cho phép là nối tải ở cái đường lưới này để nó bù. Thì cái cầu dao đảo hoặc ATS ở đây nó làm nhiệm vụ thứ nhất là khi mà cái tải của mình giả sử như là tải của mình lớn và có một số cái tải mà mình không chia không tách được thì nó sẽ lớn quá, nó không thể đi qua inverter được, thì mình bypass đảo lên về phía đóng về phía lưới, coi như là đồng hồ điện lực, nó sẽ chạy trực tiếp ra tải này luôn. Thì khi đó cái inverter này nó sẽ vẫn nhận được cái tín hiệu từ cả bên dòng này, nó vẫn biết được cái tải nhà này bao nhiêu để nó bù cho cái pin mặt trời cộng với ắc quy này, nó nuôi cho cái tải này và nó sẽ không có bị quá tải. Cái khả năng chịu đựng của nó là chịu ở trên cái dòng này, inverter nó sẽ chỉ hòa lưới lên đầu này, nó sẽ bù cho cái phần tải này và có thể là đẩy lên lưới đó. Và khi mà mất lưới, nếu giả sử như là cái cầu dao đảo này nó đang chuyển lên lưới, thì khi mất lưới, nếu như là cầu dao đảo bằng tay thì mình phải chuyển tay xuống nếu mình muốn chạy lúc mất điện, tại vì ở đây là cái cổng EBS này là cổng sẽ chỉ chạy khi mất lưới thôi. Cổng này là nó sẽ luôn duy trì đầu ra ngay cả khi có lưới khi mất lưới. Còn cổng grid này là nó sẽ mất lưới khi mà mất điện AC này, coi là khi mà cái điện lực này đưa vào đây nó mất thì cái đầu trên nó sẽ ngắt, đầu dưới EBS này nó vẫn duy trì. Thì
Thì khi đó là nếu như cầu giao đảo bằng tay thì mình phải chuyển xuống đây nếu mình muốn tại nhà mình tiếp tục duy trì. Còn nếu ở đây mình dùng một cái cầu giao đảo tự động thì khi mất lưới, cái EPS này nó sẽ tự động nó chuyển, cái ATS nó chuyển về cái EPS để nuôi cái tải này. Đó, thì nó sẽ không có gián đoạn cái tải nhà của mình. Và trong các trường hợp giả sử như mình muốn tháo cái máy này để mình bảo hành bảo trì hoặc là để mình vệ sinh gì đó thì mình có thể là bypass cái đường lưới này đi trực tiếp vào tải nhà, thì khi đó là lưới nó sẽ nuôi cho cái tải và phía sau này mình có thể tháo ra, mình có thể tháo máy ra vẫn không ảnh hưởng gì đến việc mà sử dụng tải ở đây. Thì cái nhiệm vụ của cái cầu giao đảo ATS này là có hai nhiệm vụ đó. Thứ nhất là để tránh quá tải trong trường hợp mà tải lớn, và thứ hai là để trong trường hợp mà mình muốn tháo cái máy này ra bảo hành bảo trì gì đó thì mình có thể mình vẫn cái tải này vẫn duy trì hoạt động được bình thường đó. Thì còn ở đây cái pin này, pin lithium hoặc acquy này thì nó sẽ cần cáp giao tiếp nếu mà dùng cái pin lithium loại có giao tiếp inverter. Còn với acquy thông thường hoặc là các pin lithium không giao tiếp thì không có cần cái cáp giao tiếp này. Và pin mặt trời này thì cho phép hai kênh đầu vào, tối đa 8kW và hai kênh MT riêng biệt. Và máy nó sẽ điều khiển đồng bộ giữa ba nguồn. Mình có thể cài đặt là ưu tiên sạc hoặc ưu tiên đẩy lưới, hoặc là công suất sạc là bao nhiêu, sạc đến ngưỡng nào, nó có thể cài đặt được hết các thông số đó. Rồi em sơ bộ về cái nguyên lý hoạt động của cái hệ thống, cái sơ đồ hệ thống hybrid lắc vào này. Đây là bản cao cấp, nó có CT thì cái sơ đồ nó sẽ khác một chút so với một cái bản khác là bản phổ thông. Bản phổ thông thì nó sẽ không có CT này, thì em sẽ có cái sơ đồ khác và em sẽ giải thích cái nguyên lý hoạt động của nó sau cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.